Dạ, xin mến chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trụ vững ở mức cao, khiến giao dịch lúa gạo trên thị trường sôi động hơn, giá lúa trong nước cũng tăng theo rất lạc quan. Thưa bà con, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trụ vững ở mức cao, khiến giao dịch lúa gạo trên thị trường sôi động hơn, giá lúa trong nước cũng tăng lạc quan. Từ đầu tháng 10 năm 2021 đến nay, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng thêm từ 5 đến 7 USD trên 1 tấn và trụ vững ở mức cao, chào bán trên thị trường thế giới từ mức 433 đến 437 USD trên 1 tấn. Giá gạo 25% tấm cũng ở mức 408 đến 412 USD trên 1 tấn. Gạo 100% tấm có giá 438 đến 442 USD trên 1 tấn. Đặc biệt, gạo giặt min chào bán với giá 583 đến 587 USD trên 1 tấn. Theo các thương nhân kinh doanh lúa gạo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức cao, khiến giao dịch trên thị trường nội địa sôi động trở lại. Các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đơn hàng xuất khẩu cuối năm, đón nhu cầu nhập khẩu của các nước để chuẩn bị cho các ngày lễ lớn là Noel và năm mới ở các nước châu Âu, Mỹ và Tết Nguyên Đán ở các nước châu Á. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao cũng khiến giá lúa tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long tăng lạc quan. Tại An Giang, giá lúa hôm nay bật tăng 100 đồng một ký. Lúa R50404 lúa tươi tăng 100 đồng lên 5.000 đến 5.200 đồng một kg. Lúa OM5451 tăng 100 đồng lên 5.300 đến 5.500 đồng một kg. Lúa OM18 tăng 100 đồng lên 5.700 đồng một kg. Nếp vỏ khô tăng 100 đồng lên 7.000 đến 7.100 đồng một kg. Các giống lúa khác vững giá gồm nếp Long An khô 7.000 đồng một kg, Đại Thơm 8 lúa tươi 5.700 đến 5.900 đồng một kg, OM380 lúa tươi 5.300 đến 5.400 đồng một kg, Nàng Hoa 9 giá 6.000 đến 6.100 đồng một kg, lúa Nhật lúa tươi 7.500 đến 7.600 đồng một kg, lúa ER50404 lúa khô 6.000 đồng một kg, lúa Nàng Nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng một kg. Tại Kiên Giang, do nguồn lúa thu đông còn ít cho nên giá ổn định ở mức 5.000 đến 5.100 đồng một kg với lúa ER50404. Lúa OM5451 là 5.300 đến 5.400 đồng một kg. Đại Thơm 8 6.100 đến 6.300 đồng một kg. OM18 6.200 đến 6.400 đồng một kg và Giặc Min là 6.500 đến 6.700 đồng một kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua giá lúa tươi và lúa khô tại các địa phương trong vùng đã tăng từ 50 đến 250 đồng một kg tùy địa phương. Cụ thể, với lúa hạt dài tươi mua tại ruộng tại các tỉnh Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang giá không biến động, thì tại Đồng Tháp tăng 100 đồng lên 5.850 đồng một kg. Tương tự với lúa thường tươi mua tại ruộng ở Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu giá không tăng so với tuần trước, thì riêng tại Long An tăng 100 đồng lên 4.900 đồng một kg. Với lúa thường khô mua tại kho, nếu như tại Long An tăng 50 đồng trên 1 kg lên 6.200 đồng 1 kg và tại Kiên Giang tăng 250 đồng lên 6.600 đồng 1 kg thì ở các địa phương khác không biến động nhiều. Trong khi giá lúa xu hướng tăng mạnh thì giá gạo hôm nay lại tiếp đà giảm. Hiện gạo nguyên liệu ER504 còn ở mức 8.350 đến 8.400 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm ER504 còn ở mức 9.250 đến 9.300 đồng 1 kg. Tấm loại 1 ER504 ở mức 7.600 đồng 1 kg và cám vàng là 7.600 đến 7.650 đồng 1 kg. Đối với gạo bán lẻ tại chợ như An Giang, hôm nay cũng vững giá gồm gạo Nàng Nhan 20.000 đồng 1 kg, gạo Thơm Thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo Hương Lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo Sóc Thường 13.500 đồng đến 14.000 đồng 1 kg. Gạo Chóc Thái 18.000 đồng 1 kg, Thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, Giặc Min 15 đến 16.000 đồng 1 kg, Nàng Hoa 16.500 đồng 1 kg.
cám 8.000 đồng 1kg, gạo dẹt 20.000 đồng 1kg và gạo thường từ 11.000 đến 11.500 đồng 1kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem thông tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Kính chúc bà con luôn được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.